Chào tất cả bạn, đang giới thiệu cả một sản phẩm là máy rửa nông sản. Với một máy rửa nông sản này, các bạn có thể rửa rau củ quả công nghiệp, rửa nông sản, rửa khoai, rửa gừng, rửa nghệ, rửa các loại tinh bột, và như là rửa củ riêng này, gừng này, tinh bột nghệ này, rửa nghệ này, củ nghệ này, rồi rửa củ khoai lang này, khoai sọ này, đấy, rồi khoai tây này. Đấy, bên trong mình thiết kế đây là mình làm thêm một số cái lớp vải, trà vải, các bạn có thể trà sạch cái lớp vải vỏ bẩn nha. Đấy, là theo hình cuộn này, nó đẩy ra, nó đẩy vào thì nó cuộn, nó sạch nha, sạch cái lớp vỏ nha, đánh trà sạch cái lớp vỏ bẩn đi nhá. Chất liệu là inox này, inox này. Đấy, à, kích thước lồng mình đo luôn cho bạn kích thước lồng nhá. Kích thước lồng nó là dài khoảng tầm 70 phân này, một phân này, chiều rộng này nó tầm 50 phân này, một mẻ nó tầm 30 đến 45 cân một mẻ nhá. Còn cả kích thước cả máy này, lồng nước này thì nó là tầm 75 phân này, dài 75 phân này, rộng là 65 phân nhá, rộng nó là 65 phân này. Đấy nhá, đấy, nó là motor đảo hai chiều này. Đảo hai chiều nhá, đảo thêm một chiều này, này. Đấy. Các bạn mua hàng liên hệ lồng rửa nông sản này, rửa khoai nghệ, khoai lang, khoai sọ này, nghệ này, tinh các loại tinh bột củ này, liên hệ qua số điện thoại 0934446822, số này của dùng Zalo này 0904431116 Nguyễn Trãi và 795 Phong Phổ Ba Đình của Thanh Hóa, website xưởng máy Thanh Hóa Tuấn Con. Đấy, bên mình giao hàng toàn quốc nha các bạn nhé, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mẻ tầm 30 cân đến 45 cân mẻ nhá, rửa rất là sạch nhá. À mà muốn rửa khí ozone thì bên mình cũng vẫn thiết kế nhá, cảm ơn các bạn rất là nhiều.